thì băng ra. Dạ chắc là mình bắt đầu luôn nha mọi người. Còn các anh chị các bạn mà vô trễ sau thì tí nữa không sẽ vào sau ạ. Dạ rồi. Chào chị Chi và bạn Nguyên nha. Em là Ngân du học Unilink thì nếu mà mọi người nhận được cái tin nhắn đường link Zoom ID này nọ thì chắc người đó là em ạ. Thì trước đó em cũng có trao đổi và tư vấn du học cho mọi người thì đến cái buổi hôm nay thì là do bên du học Unilink tụi em tổ chức cùng với là trường đại học Torrance. Thì ở trên màn hình mọi người cũng thấy đây là chị Tâm. Chị Tâm là đại diện của trường Torrance đang ở Việt Nam ạ. Dạ, xin chào Hình như là Ngân, em bị xin đứng chào. rồi hay sao, mọi người nghe em nói không ạ? Chị vẫn nghe nhưng mà hình như là cái hình đó là nó mất. Chị có nghe Ngân ơi, nhưng mà cái được cái hình đó nó em đứng rồi em không có. Chị Tâm ơi, chị thấy em không? Có, chị em mới bị Ngân á. Bây giờ chị mới À, thấy lại. dạ, chắc tín hiệu bên em nó hơi không ổn định lắm. Dạ, không biết nó tới khúc nào rồi luôn. Dạ, đấy là cũng cảm ơn các anh chị là hôm nay đã đăng ký cái buổi giao lưu với trường đại học Torrance ngày hôm nay. Thì chắc là em cũng giới thiệu nhanh qua em thôi. Thì em là bên du học Unilink. Thì sau đây em sẽ nhường lại sân khấu cho chị Tâm, đại diện của trường Torrance University. Thì chị Tâm sẽ bắt đầu với những cái thông tin về trường, campus của trường, về học bổng, về chính sách xét hồ sơ cũng như là các chương trình, các khóa học hiện tại mà trường đang có. Dạ, chị Tâm ơi. Ơi chị đây. Dạ, sân khấu nhường lại cho chị Tâm nha. Cảm ơn Ngân, cảm ơn công ty Unilink đã sắp xếp thời gian cho em tham gia cái buổi chia sẻ thông tin về chương trình học của trường đại học Torrance University tại Úc. Thì em xin giới thiệu lại, em tên là Tâm, hiện tại em đang làm đại diện tuyển sinh của đại học Torrance ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hôm nay em sẽ chia sẻ những cái thông tin về 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 Úc, về trường Torrance để quý phụ huynh và các bạn nếu mà có đang quan tâm, có đang tìm hiểu cái kế hoạch du học Úc thì hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được một cái chương trình phù hợp với mình tại Đại học Torrance. Thì bây giờ em xin chia sẻ cái bài giới thiệu về trường. Trường Đại học Torrance hiện tại được xem là trường đại học trẻ nhất và có cái tốc độ phát triển nhanh nhất tại nước Úc, được thành lập từ năm 2014. Tuy nhiên thì trường đại học Torrance cũng đã đạt được nhiều cái thành tích, nhiều cái con số ấn tượng. Các chương trình ở đại học Torrance cung cấp cho sinh viên quốc tế hiện tại là lên tới 300 khóa học ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Chương trình học của Đại học Torrance thì mang tính ứng dụng thực tiễn rất là cao, vì trong chương trình học thì trường luôn luôn lồng ghép ở trong đó những cái chương trình gọi là thực tập, industry placements. Industry placement là cái kỳ thực tập có thể là sinh viên sẽ được hưởng lương hoặc là không hưởng lương, nó tùy thuộc vào cái chương trình học của mình. Nhưng thông qua cái chương trình industry placement này, sinh viên sẽ có được cái cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng, các công ty, các đối tác mà trường có làm việc, để giúp cho các bạn sinh viên có thể là ứng dụng những cái kiến thức mình học vào thực tế. Và như vậy thì cái khả năng mình tăng cái CV, cái khả năng cạnh tranh các ứng viên khi mà mình học xong mình đi tìm việc làm thì rất rất là cao. Đặc biệt là trường có cái đội ngũ success coach. Đội ngũ success coach này sẽ là những cái người giúp cho các bạn sinh viên tiếp cận được với các nhà tuyển dụng, với các công ty, các đối tác của nhà trường đó, để giúp cho sinh viên làm sao có cái cơ hội để có được cái kỳ thực tập là các kỳ industry placement. Thì khi mà các bạn sinh viên nhập học vào chương trình học của Torrance ngay từ năm thứ nhất là các bạn sẽ được assign, tức là được một cái nhân viên ở cái team success coach này hỗ trợ các bạn trong suốt cái chặng đường các bạn học ở trường Torrance ngay từ năm thứ nhất. Đó là những cái hỗ trợ trường sẽ dành cho các bạn sinh viên. Khi mà các bạn tham gia học vào cộng đồng sinh viên quốc tế thì ở Torrance thì nghĩa là các bạn sẽ tham gia vào một cái cộng đồng sinh viên rất là nó có ở khắp nơi trên thế giới luôn, là trên 118 quốc gia, và hiện tại với số lượng sinh viên là trên 11.000 sinh viên quốc tế
ở khắp các châu lục, ví dụ như châu Úc nè cũng có nè, rồi Nam Mỹ, châu Mỹ Latin, rồi châu Âu, châu Á, rất là nhiều bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mặc dù là trường đại học rất là trẻ, nhưng mà trường Torrance với cái cách tiếp cận giáo dục rất là hiện đại, rất là tiên tiến thì nó đạt được những cái thành tích rất là đáng tự hào. Tính đến năm 2021 thì hiện tại số lượng sinh viên ở trường đã lên tới 19.000 sinh viên quốc tế, xin lỗi 19.000 sinh viên. Và được trường Torrance được đánh giá là những là trường có cái sự cải tiến, có cái sự đầu tư tốt nhất vào năm 2020 2021 theo cái tạp chí Australian Financial Review. Và cái điểm đáng tự hào của trường đó là cái vì cái cách tiếp cận giáo dục của trường nó mang tính ứng dụng, mang tính thực tế rất là cao, cho nên là sau khi học xong thì sinh viên tỷ lệ mà sinh viên có việc làm sau khi học xong lên tới 90%. Thì đây là cái xếp hạng cái theo cái báo cáo, cái đánh giá mà các bạn sinh viên làm những cái survey sau khi học xong và đánh giá về nhà trường. Ngoài ra thì nhà trường có đối tác với lại trên 3.600 cái công ty, cái tổ chức là những cái nơi mà sinh viên sẽ có cơ hội để mà đi thực tập, làm việc ở những cái đối tác của nhà trường, thì những cái nơi này nó lên tới 3.600 cái công ty, thì ở phủ khắp hầu hết các lĩnh vực mà trường có đào tạo. Trường Torrance cũng đạt được những cái xếp hạng, những cái thành tích như các bạn, như các quý phụ huynh và các bạn có thể thấy trên màn hình, đó là top 10 universities in Australia. Theo cái này là cái xếp hạng mới nhất vào năm 2021 của tổ chức ở Úc, QIELTS, là cái tổ chức mà các bạn sinh viên hoặc là các tổ chức là những người tham gia đánh giá vào cái tổ chức này là thường là các bạn sinh viên sau khi học xong họ làm những cái survey về cái sự hài lòng của nhà trường đó, thì trường Torrance nằm trong top 10 các trường đại học ở Úc. Trường cũng là trường xếp hạng số 1 về cái Hotel Management School. Hotel Management School thì có thể được đào tạo tại Blue Mountains International Hotel Management School. Cái trường này là đang được xếp hạng số 1 về Hotel Management School, không chỉ ở Úc mà còn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương nữa. Chương trình MBA của trường thì cũng được xếp thứ 27 theo cái tạp chí CEO Magazine xếp hạng năm 2021, là chương trình MBA khoa kinh tế của trường Torrance là xếp thứ 27 trên thế giới. Ngoài ra thì trường cũng có được những cái xếp hạng rất là cao, rất là mạnh về cái khoa thiết kế Design and Creative Technology. Cụ thể đó là trường được công nhận là International School of the Year for Graphic Design. Chương trình design của trường thì được đào tạo bởi Beverly Blue College of Design đó, thì đây là một cái trường rất là có tên tuổi trong cái lĩnh vực thiết kế và được các nhà tuyển dụng đánh giá rất là cao. Ngoài ra thì trường cũng là nằm trong top 10 Animation School in Australasia theo đánh giá của Animation Career Review năm 2020. Thì đó là những cái xếp hạng, những cái ghi nhận của các tổ chức, các công ty, các hiệp hội mà họ có đánh giá, ghi nhận về chất lượng đào tạo của trường. Về về nước Úc thì có thể là mình xin chia sẻ một số những cái thông tin, những cái lý do để quý phụ huynh và các bạn học sinh có thêm thông tin khi mà mình yên tâm lựa chọn Úc là cái điểm đến du học của mình. Vì nước Úc hiện tại có rất là nhiều ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế. Thứ nhất là sinh viên quốc tế có thể là đi làm thêm hợp pháp trong thời gian học chính thức tại nước Úc. Thì hiện giờ cái số giờ mà chính phủ Úc cho phép đi làm là 40 giờ trong 2 tuần. Thì đây là cái điều kiện tốt để sinh viên có thể là có thêm những cái khoản thu nhập, cũng như là có thể là mình đi làm để mình ứng dụng những cái kiến thức mình học vào công việc, hoặc là mình có thể có cái CV tốt hơn vì mình đã có kinh nghiệm làm việc. Bộ năm trong bốn năm bốn trong bốn thành phố của nước Úc là nằm trong top 30 thành phố tốt nhất cho sinh viên quốc tế, thì đó là thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide. Và Torrance, Đại học Torrance cũng có campus ở cả bốn thành phố này luôn, nó nằm ở trong top 30 thành phố tốt nhất dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Và nước Úc cũng là một trong những cái điểm đến rất rất là phổ biến dành cho sinh viên quốc tế. Nước Úc luôn luôn nằm ở trong top và hiện tại là nằm top 3
cái quốc gia là phổ biến, là cái điểm đến phổ biến cho sinh viên. Một cái điểm thu hút nữa hiện tại mà Úc dành cho sinh viên quốc tế đó là cái cơ hội để sinh viên có thể ở lại làm việc sau khi học xong, gọi là cái post study work visa. Thì hiện tại Úc có nhiều cái đổi mới để thu hút sinh viên, và hiện tại cái chương trình post study work visa này á, thì Úc đã có cho dành cho sinh viên quốc tế từ lâu rồi. Sinh viên học cái chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ thì có thể ở lại Úc từ 2 cho đến 3 năm sau khi học xong. Và mới đây thì họ thay đổi cái luật này, nó thu hút hơn, đó là sinh viên học cái chương trình thạc sĩ master là 2 năm đó, thì sau khi học xong master thì các bạn có thể ở lại Úc lên tới 3 năm làm việc. Thì đó là cái ưu đãi, những cái chính sách thay đổi mang tính tích cực dành cho sinh viên mà muốn lựa chọn nước Úc là điểm đến của mình. Và ngoài ra thì cái chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo tại nước Úc thì cũng được ghi nhận ở trên thế giới, được đánh giá rất là cao. Và cái hệ thống giáo dục của Úc thì nó được chính phủ quản lý, cho nên là khi mà sinh viên lựa chọn ở nước Úc để mà đi du học thì các bạn yên tâm là cái bằng cấp của mình á, là được công nhận rất là rộng rãi, được công nhận trên toàn thế giới luôn. Về cái vị trí của trường Torrens thì như mình có trình bày, thì Torrens có campus, có cơ sở đào tạo ở cả 4 cái thành phố được xếp vào trong top những cái thành phố dành cho sinh viên quốc tế, đó là Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide. Thì tất cả các campus của trường Torrens đều là có cái vị trí ngay trung tâm các thành phố này, thì nó giúp cho sinh viên có cái vị trí thuận lợi để mà mình di chuyển từ nơi mình ở đến nơi mình học tập. Các campus của trường thì đều là nằm ngay trung tâm, cho nên là nó được trang bị rất là hiện đại, nó gọi là City Campus đó. Thì ở đây là một số những cái hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên cái slide, đó là một số cái hình ảnh. Các bạn hy vọng là các bạn có cơ hội đến Úc và học tập ở đây thì các bạn sẽ trải nghiệm được cái không gian học tập nó mang tính hiện đại. Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide, đó là 4 cơ sở. Tiếp theo thì mình sẽ xin trình bày về những cái chương trình mà trường Torrens có đào tạo. Chương trình đầu tiên là chương trình về quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch, được đào tạo tại trường Blue Mountains International Hotel Management School. Thì đây là trường được xếp hạng số 1 ở Úc về giáo dục và đào tạo về nhà hàng khách sạn. Có một số những cái xếp hạng như các bạn có thể thấy, đó là number 1 in Australia for hospitality and leisure management theo cái QS ranking năm 2019, là một cái xếp hạng có uy tín để các bạn học sinh, quý phụ huynh có thể tham khảo. Nó cũng là number 1 hotel management school theo cái TNS survey năm 2020, và top 10 restaurants for a student training restaurant, đây là một cái nhà hàng thuộc sở hữu của nhà trường, William Blue Dining, theo cái xếp hạng của TripAdvisor năm 2018 là nằm trong top 10 restaurant ở Sydney. Thì đây là một cái nhà hàng do trường sở hữu, và sinh viên học hospitality tại Torrens sẽ được thực hành trực tiếp tại đây trước khi đi vào cái chương trình thực tập hưởng lương. Thì các bạn sinh viên đã được thực hành tại William Blue Dining. Nhà hàng này là mở cửa phục vụ cho khách, thực khách public, cho nên là cái xếp hạng của TripAdvisor chứng minh cho thấy là cái chất lượng của sinh viên Torrens khi học hospitality được đánh giá rất là cao. Chương trình học của Blue Mountains thì sẽ có 2 chương trình chính, và các bạn sẽ được học ở cái Lura Campus, nó nằm ở khu vực Blue Mountains, dành cho các bạn học chương trình cử nhân. Thì đây là một cái campus được xây dựng theo cái mô hình của khách sạn, nhà hàng 4 sao đó. Thì khi mà học ở đây thì sinh viên, các bạn có thể thấy là sinh viên mặc đồng phục và sống ở trong một cái môi trường giống như là một cái khách sạn, một cái resort thực sự, để cho mình làm quen với cái môi trường chuyên nghiệp của cái chuyên ngành này. Đó là Lura Campus. Sau khi học ở Lura Campus 2 năm thì các bạn sẽ về Sydney Campus để học cái năm cuối cùng, cũng như là học cái chương trình Master tại Sydney Campus. Đây là các đối tác của Blue Mountains giúp cho sinh viên có thể là có cơ hội đi thực tập hưởng lương tại các tập đoàn khách sạn 4 đến 5 sao.
Ví dụ như Marriott, Hilton, Sheraton, Intercontinental, thì cái đội ngũ Success Coach của Blue Mountain sẽ giúp cho sinh viên có cơ hội để đi làm thực tập hưởng lương ở đây. Chương trình học cử nhân của Blue Mountain chỉ có 2 năm rưỡi thôi. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình chương trình học của Blue Mountain là 2 năm rưỡi. Trong đó có tới 2 kỳ đi thực tập được hưởng lương là Industry Placement, chia đều ra mỗi một kỳ thực tập hưởng lương là 6 tháng ở năm thứ nhất và năm thứ hai. Chương trình này nó có ưu thế hơn, đó là ngắn hơn các chương trình ở các trường khác là chỉ có 2 năm rưỡi. Thứ hai là yêu cầu đầu vào khá là đơn giản, các bạn chỉ cần có cái điểm tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam và cái mức IELTS là 6.0, không quan trọng các kỹ năng thành phần là các bạn đã có thể vào học chương trình cử nhân này rồi. Và đặc biệt một điều là như mình có nhấn mạnh, đó là các bạn sẽ học trong một cái môi trường xây dựng giống như một cái khách sạn, một cái resort thực sự, và có 2 kỳ hưởng lương, mỗi kỳ là 6 tháng ở năm thứ nhất và năm thứ hai. Chương trình hospitality thứ hai mà trường Torrance có đào tạo đó là chương trình được đào tạo ở William Blue College trước đây. Chương trình này là Bachelor of Business có 2 chuyên ngành là Hospitality Management và Tourism Management, thì kéo dài 3 năm. Và trong chương trình 3 năm này, các bạn sinh viên sẽ có một kỳ đi thực tập hưởng lương ở năm thứ hai, tương đương là 800 giờ. Ngoài ra, trường cũng rất là thế mạnh của trường thứ về cái lĩnh vực này, đó là culinary management, đó là quản lý về nhà hàng, về ẩm thực. Nếu bạn nào có đam mê về nấu ăn đó thì các bạn có thể là tham khảo cái chương trình này là culinary management. Các bạn có thể học cái chương trình 2 năm để có cái bằng associate degree hoặc là 3 năm để có cái bằng bachelor. Thì cái chương trình này á, là giúp cho các bạn có cái kinh nghiệm để mà làm bếp, đứng ở trong nấu ăn, làm bánh, làm bếp, sau đó là học thêm những cái kỹ năng về quản lý nhà hàng, quản lý ẩm thực. Và chương trình này cũng bao gồm một kỳ đi thực tập hưởng lương ở năm thứ hai, tương đương là 800 giờ. Một chương trình nữa có liên quan đến ngành quản trị khách sạn, đó là chương trình Master of International Hotel Management. Thì đây là chương trình mà hiện tại cũng đang thu hút rất là nhiều sinh viên Việt Nam đi học. Thứ nhất là vì chương trình học chỉ kéo dài có 2 năm và sinh viên có thể là xin cái poster work visa lên tới 3 năm sau khi học xong. Trong chương trình 2 năm thì sinh viên sẽ có một kỳ đi thực tập hưởng lương ở năm thứ hai là 6 tháng. Chương trình này yêu cầu cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là các bạn cũng sẽ cần tốt nghiệp bằng cử nhân ở Việt Nam. Và thứ hai là yêu cầu đầu vào IELTS chỉ có 6.0. Nó thấp hơn những cái trường khác một chút xíu. Các trường khác thì thường là yêu cầu tới 6.5 và không kỹ năng nào dưới 6.0. Tuy nhiên ở Torrance, ở Blue Mountains thì chỉ yêu cầu IELTS là 6.0 overall, không yêu cầu các kỹ năng thành phần. Về cơ hội việc làm cho cái lĩnh vực này và cái alumni network, khi mà các bạn học xong cái chương trình hospitality tại Blue Mountains hoặc là tại Torrance thì các bạn sẽ thấy cái cơ hội việc làm của mình nó rất là rộng mở. Các bạn có thể làm việc ở rất là nhiều nơi trên thế giới, và thực tế là alumni, tức là các cựu du học sinh của Blue Mountains cũng như ở Torrance đã làm việc và có được những cái vị trí quản lý rất là cao ở những cái tập đoàn khách sạn nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Chương trình thứ hai, phân khoa thứ hai mà Torrance có đào tạo đó là phân khoa về business. Phân khoa về business như mình có chia sẻ ngay từ đầu thì nó có một số những cái xếp hạng. Thứ nhất là nằm xếp hạng thứ 27 về chương trình MBA ranking theo xếp hạng của CEO Magazine, và là top 10 MBA providers in Australia for providing value for money, tức là top 10 ở Úc về cái sự đầu tư, hiệu quả của cái sự đầu tư của các bạn. Trong chương trình business thì mình trường Torrance sẽ đào tạo ở nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái chuyên ngành mà các bạn có thể đi vào chuyên sâu, ví dụ như accounting, finance, entrepreneurship là quản trị doanh nghiệp, event management là tổ chức sự kiện, marketing, sport management, và BIS là Business Information System, quản lý hệ thống thông tin kinh doanh. Đó là những cái lĩnh vực mà trong cái bậc học cử nhân các bạn có thể theo học. Còn ở bậc học thạc sĩ sau đại học thì các bạn có thể lựa chọn cái chuyên ngành là MBA là quản trị kinh doanh, MBIS là quản lý hệ thống thông tin, Global Project Management là thạc sĩ về quản lý dự án, và Professional Accounting là thạc sĩ về kế toán chuyên nghiệp.
Đây là một số những cái thông tin về cái thị trường tuyển dụng của nước Úc để cho thấy là khi mà học xong về khoa kinh doanh, về kinh tế thì các bạn cũng có rất là nhiều cái cơ hội việc làm để ở lại. Chẳng hạn như cái lĩnh vực event management đi, thì theo thống kê thì họ thấy là mỗi một ngày ở Úc á, là có tới 326 cái đám cưới được tổ chức hàng ngày ở Úc. Chính vì vậy mà nó tạo ra một cái cơ hội việc làm rất là lớn ở trong cái lĩnh vực về sự kiện, riêng về đó là riêng về đám cưới thôi. Còn ngoài ra thì Úc cũng là một cái quốc gia mà họ thường hay tổ chức những cái event, những cái sự kiện về thể thao, về văn hóa, cho nên là cái cơ hội việc làm cho các bạn học xong cái ngành event thì thật sự là rất là nhiều ha. Rồi cái lĩnh vực sport industry là cái lĩnh vực về quản trị thể thao á, thì nó cũng có cái nhu cầu tuyển dụng rất là cao. Theo thống kê thì từ năm trong cái giai đoạn 2018 đến 2023 chẳng hạn, thì cái công việc ở trong cái lĩnh vực này á, là tăng tới 13% và cần tới trên 3.000 cái công việc mới cho cái lĩnh vực này. Rồi nhiều cái công ty, nhiều cái doanh nghiệp càng ngày họ càng cần những cái vị trí ở vị trí quản lý. Ví dụ như 84% ở trong là những cái người nằm trong cái lĩnh vực quản lý, vị trí quản lý, thì tin rằng cái sự kiện, cái tổ chức sự kiện là một trong những cái yếu tố quan trọng của sự phát triển của công ty họ. Chính vì vậy mà những cái công việc liên quan đến marketing, đến sự kiện, event thì nó là một trong những cái ngành mà thu hút nhân sự rất là cao. Về career outcome thì các bạn có thể là trong lĩnh vực kinh tế thì có nhiều cái cơ hội việc làm nó rộng mở, ví dụ như là marketing ở trong business thì nhiều cái lĩnh vực, ví dụ như kế toán này, phân tích tài chính. Các bạn cũng có thể làm về quản lý dự án nè, sự tổ chức sự kiện, rồi quản lý thể thao vân vân. Rồi trong cái lĩnh vực BIS, tức là quản lý hệ thống thông tin, thì nó là phân tích dữ liệu, database, rồi tư vấn về công nghệ, vân vân. Rất là nhiều cái công việc mà các bạn có thể làm sau khi học xong. Cũng giống như ngành hospitality thì trong lĩnh vực business, trường có trên 400 cái industry contacts như các bạn có thể thấy, để giúp cho các bạn có cái cơ hội làm việc ở các tổ chức này, các công ty này trong thời gian các bạn học. Ví dụ như trong chương trình học business, các bạn có thể thấy là mình sẽ có một cái kỳ đi thực tập ở năm thứ ba. Ví dụ như chương trình business nè, chương trình events, marketing vân vân, thì các bạn sẽ có cái kỳ thực tập tương ứng là 300 giờ ở năm thứ ba. Thì đây là cái cơ hội để các bạn sinh viên có thể là thực sự tham gia vào những cái project, những cái dự án của các công ty, để mình có thể ứng dụng những cái kiến thức mình học vào thực tế, cũng như là các bạn có thể build được cái CV của mình tốt hơn. Vì khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường xin việc làm, thì khi mà họ nhìn thấy trong CV của các bạn có kinh nghiệm thực tế, có đã từng đi làm việc rồi, thì cái này nó sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh của các bạn rất là cao. Để học business tại Torrance thì yêu cầu cũng cực kỳ là đơn giản. Các bạn chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ở Việt Nam và có một cái chứng chỉ ngoại ngữ IELTS tương ứng từ 5.5 cho đến 6.0 là các bạn đã có thể có thư mời nhập học. Thì các bạn có thể thấy là các chương trình học của Torrance nó đều có một cái kỳ industry placement trong chương trình hết ha. Thì chương trình này có thể là hưởng lương hoặc là không hưởng lương tùy theo cái ngành học của mình, nhưng mà đó là cái cơ hội để các bạn có thể xây dựng cái CV của mình tốt hơn. Chương trình tiếp theo mà trường Torrance có đào tạo, cái khoa tiếp theo đó là cái khoa thiết kế Design Creative Technology, khoa thiết kế và kỹ thuật. Cái khoa thiết kế được đào tạo tại Beverly Blue College of Design cũng có những cái xếp hạng rất là đáng tự hào. Đó là nằm trong top 10 animation school in Australia, top 10 best 3D motion graphic school in the world, international school of the year for graphic design và top 10 animation school in the world. Ở lĩnh vực thiết kế và kỹ thuật sáng tạo, công nghệ sáng tạo thì trường Torrance có giảng dạy ở hầu hết các lĩnh vực của thiết kế luôn. Các bạn có thể lựa chọn học từ Communication Design, tức là thiết kế đồ họa, Graphic Design, rồi thiết kế nội thất, thiết kế về truyền thông, ứng dụng kỹ thuật số, Digital Media, Fashion Design. Rồi các bạn có thể chọn lựa để mà học về Web Design này. Rồi các bạn nào mà thích về công nghệ, về game thì nó có chương trình dạy về game development, lập trình game,
Ngoài ra thì họ sẽ Torrance cũng có đào tạo về IT, về công nghệ thông tin đó, và hai cái lĩnh vực mà trường có xây dựng và tập trung phát triển đào tạo cụ thể là cloud computing, tức là điện toán đám mây, và artificial intelligence là trí tuệ nhân tạo. Thì đây là hai cái lĩnh vực mà nó đang là hai lĩnh vực mà thu hút nhân sự cũng như là rất là nhiều sinh viên quan tâm đến lĩnh vực học này. Chương trình về thiết kế thì Billy Blue College of Design sẽ có cái yêu cầu đầu vào rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần tốt nghiệp hết lớp 12 và có cái chứng chỉ IELTS từ 5.5 cho đến 6.0 thì các bạn có thể đi học từ bậc học Diploma hoặc là vào thẳng Bachelor. Và trường Torrance không yêu cầu các bạn phải có những cái năng khiếu hoặc là những cái bản thiết kế trình bày cái năng khiếu của các bạn để trước khi vào học design, mà trường nhận các bạn. Cho dù các bạn chưa có kinh nghiệm gì về học design hết thì trường vẫn nhận các bạn để giảng dạy cho các bạn từ cái bước nền tảng đầu tiên. Và cũng như các chuyên ngành khác thì đối với lại thiết kế, đối với lại cái ngành creative technology thì trường Torrance có trên 500 cái industry contact để cho sinh viên có cơ hội làm việc ở đây. Thì theo cái structure, cái chương trình học của các bạn, đây là một cái ví dụ ha. Ví dụ như các bạn nào mà học về fashion design đi, thì chương trình học của các bạn cũng là 3 năm. Mình có thể học từ diploma hoặc là lên vào thẳng bachelor. Tổng thời gian học sẽ là 3 năm. Và các bạn thấy nó có một cái kỳ industry placement vào năm thứ 3, thì tương ứng với lại 120 giờ. Thì thông thường sinh viên học về design, về các khoa design thì đều có cái industry placement này hết. Có thể trong cái lĩnh vực design, cái chương trình này thì các bạn sẽ không có hưởng lương. Nhưng mà đây là cái cơ hội để các bạn có thể thực sự là tham gia vào các project, các dự án của những cái nhãn hàng, những cái công ty nổi tiếng về design bên Úc để build cái CV của các bạn. Thì các bạn thấy tất cả chương trình học của Blue Mountain, của Torrance nó đều có cái phần industry placement ở đây cả. Chính vì vậy mà lý do là cái tỷ lệ mà sinh viên ở Torrance sau khi học xong có được việc làm nó rất là cao. Nó là trên 90% các bạn tốt nghiệp trong vòng tốt nghiệp từ 6 tháng là các bạn đã có việc làm. Chương trình tiếp theo mà Torrance có đào tạo đó là chương trình về education, về giáo dục. Tuy nhiên thì chỉ hiện tại chỉ có một chương trình giáo dục, đó là Master of Education, mà cái lĩnh vực chuyên sâu đó là Special Education, giảng dạy về giáo dục đặc biệt đó, là dành cho sinh viên quốc tế học tại Úc, học face to face tại Úc thôi. Chương trình này thì dành cho những bạn sinh viên nào đã có cái background là liên quan đến lĩnh vực giáo dục và bây giờ muốn đi sâu, muốn tập trung học cụ thể hơn về cái lĩnh vực gọi là giáo dục đặc biệt, những cái đối tượng trẻ em có những cái bệnh về tâm lý chẳng hạn đó, thì các bạn nào muốn chuyên sâu, muốn phát triển vào cái mảng này thì có thể theo học tại Đại học Torrance. Thì chương trình này có thời gian học từ 1.5 năm cho đến 2 năm, và mình thấy là cái nhu cầu học cho cái chương trình thạc sĩ về giáo dục đặc biệt này thì cũng đang có cái nhiều cái xu hướng, nhiều cái inquiries, nhiều cái nhu cầu học trong cái lĩnh vực này rồi. Thì các bạn có thể là tham khảo. Cái khoa cuối cùng mà trường Torrance có giảng dạy đó là khoa về khoa học sức khỏe, về Health Science. Chương trình học về Health Science tại Torrance thì họ cũng đào tạo những cái lĩnh vực nó mang tính thực tế, nó ứng dụng rất là cao. Ví dụ như các bạn học về Community Service, về chăm sóc cộng đồng này, rồi các bạn học về dinh dưỡng Clinical Nutrition, học về practice beauty and spa, về thẩm mỹ, về làm đẹp đó. Rồi các bạn học về natural therapy, là học về cái khoa học trị liệu, dùng những cái liệu pháp về thiên nhiên để trị liệu. Thì vì theo thống kê cái ngành này nó đang có cái sự tăng trưởng trong cái nhu cầu về tuyển dụng rất là cao, tại vì mình thấy là càng ngày thì càng có nhiều người á, bị nhiều cái áp lực về cuộc sống chẳng hạn, thì họ có nhiều cái xu hướng bị những cái bệnh về tâm lý, cho nên là họ cần nhiều cái liệu pháp trị liệu. Thì cái chương trình học về natural therapy là dùng phương pháp trị liệu bằng những cái liệu pháp về thiên nhiên để điều trị. Thì đây là cái ngành học mà tương đối cũng mới và cũng không có nhiều trường Úc có đào tạo đâu. Và đây là cái ngành học mà có cái nhu cầu nhân sự cũng rất là cao ở nước Úc trong nhiều năm tới. Thì đây là một số những cái career outcomes mà các bạn có thể có
thể làm sau khi học xong cái chương trình Health ở Đại học Torrance. Thì chương trình của Torrance nó cũng mang tính ứng dụng và nó có nhiều cái industry contacts như các bạn có thể thấy để sinh viên có thể là tiếp cận với cái môi trường làm việc thực tế. Thì mình thấy là cái chương trình clinical, cái chương trình health science này thì các bạn sẽ có cái kỳ clinical practice là thực tập tại những cái bệnh viện, những cái phòng khám vào năm thứ 3. Và cái thời gian đi thực tập là 120 giờ. Ngoài ra thì Torrance còn đào tạo chương trình y tá Bachelor of Nursing. Chương trình y tá của Đại học Torrance thì kéo dài trong 3 năm. Và trong chương trình y tá thì cái thời gian mà các bạn đi thực tập tại các bệnh viện, tại các phòng khám thì nó kéo dài lên tới là 6 cái học kỳ, chia đều ở năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba. Thì y tá cũng là một trong những cái ngành mà có cái nhu cầu nhân sự cần ở lại cho cái mục đích ở lại lâu dài, liên tục trong nhiều năm. Một cái chương trình nữa mà Torrance có giảng dạy đó là chương trình tiếng Anh học thuật. Chương trình tiếng Anh học thuật này dành cho những cái bạn sinh viên chưa có đủ yêu cầu IELTS đầu vào và các bạn vẫn muốn qua Úc học tiếng Anh để tăng cường cái trình độ Anh văn của mình, tăng cường cái kỹ năng học thuật, những cái kỹ năng về nghiên cứu, về viết bài luận, kỹ năng đọc hiểu vân vân, thì các bạn có thể tham gia những cái chương trình lớp học gọi là English for Academic Purpose. Chương trình tiếng Anh này được đào tạo ở 4 campus ở các thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide. Thì như vậy, ví dụ như các bạn có cái mức điểm IELTS từ 5.0 nhưng các bạn vẫn muốn đi học thì nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn học những cái lớp Anh văn học thuật này từ 10 đến 20 tuần trước khi vào khóa chính. Còn đối với là những bạn sinh viên mà chưa có IELTS đó, thì trường Torrance cũng linh động sắp xếp cho các bạn làm một cái bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Hoàn toàn là miễn phí, các bạn có thể liên hệ với công ty Unilink để được sắp xếp làm cái bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào này. Tóm lại thì trường Đại học Torrance là trường đại học mà có cái chương trình học rất là phong phú, rất là đa dạng. Trường có những cái kỳ nhập học trong một năm, nhiều kỳ nhập học trong một năm để sinh viên có thể linh động lựa chọn được cái kế hoạch học của mình cho nó phù hợp. Vì trường một năm thì có từ 5 cho đến 6 cái kỳ nhập học lận. Yêu cầu đầu vào của trường thì rất là linh động. Sinh viên chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc là bằng tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cộng thêm cái chứng chỉ tiếng Anh hoặc là làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường. Học phí của Torrance thì hiện tại so với các trường khác ở Úc thì học phí của Torrance cũng là trường có cái mức học phí vừa phải nhất. Nó dao động từ khoảng 25.000 đô Úc cho đến 30.000 đô Úc một năm, chưa kể học bổng. Và trong năm 2022-2024, trong giai đoạn này thì trường Torrance có nhiều cái học bổng có giá trị cho sinh viên. Mình có thể chia sẻ với các bạn ở đây là cái chính sách học bổng của Torrance trong năm 2022-2024, học bổng có tổng giá trị lên tới 35% cho toàn thời gian học. Thứ nhất là những bạn mà quan tâm đến cái lĩnh vực quản trị khách sạn nhà hàng, hospitality, thì học bổng nó lên tới 30% cho toàn thời gian học. Những bạn mà quan tâm đến chương trình học ở khoa Design and Creative Technology thì học bổng này cũng lên tới 30%. Những bạn quan tâm đến chương trình Business và Health Science thì học bổng dành cho sinh viên đến từ khu vực châu Á sẽ là 20% cho toàn thời gian học. Và đặc biệt là học bổng dành cho campus ở Brisbane. Nếu như các bạn lựa chọn học tại Brisbane campus thì học bổng này là lên tới 35% cho toàn thời gian học. Thì đó là những cái thông tin học bổng rất là hấp dẫn, rất là thu hút dành cho sinh viên Việt Nam nhập học tại trường Torrance trong giai đoạn 2022 và 2024. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về chương trình học cũng như là các chính sách ưu đãi, các chính sách học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Về yêu cầu đầu vào thì như mình có chia sẻ, thì trường Torrance có những cái việc xét đầu vào rất là linh động. Sinh viên tốt nghiệp xong phổ thông trung học ở Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp xong cử nhân ở Việt Nam cùng với những cái chứng chỉ tiếng Anh từ 5.0 trở lên là đã có thể đăng ký ghi danh nhập học tại Đại học Torrance. Và các bạn có thể, thậm chí các bạn không cần có IELTS, các bạn chỉ cần đăng ký là một cái bài test kiểm tra tiếng Anh đầu vào miễn phí thì nhà trường cũng có thể chấp nhận và cấp cho các bạn những cái thư mời nhập học
khóa học Anh văn và khóa chính. Thì đó là những cái chia sẻ của mình, hy vọng là mình sẽ cũng đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin cần thiết để các bạn có cái kế hoạch lựa chọn cho kế hoạch du học Úc. Thì tiếp theo không biết là Ngân hoặc là các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh có những cái câu hỏi cụ thể nào hơn thì có thể chia sẻ tiếp theo ạ. À, dạ rồi, rất là cảm ơn chị Tâm nha, nói nãy giờ liên tục trong 40 phút. Dạ rồi, các anh chị ơi, cho em bổ sung thông tin tí xíu ha. Như hồi nãy chị Tâm có nói về vấn đề trường Torrens hiện tại thì được thành lập vào năm 2014 á. Thì em biết ở đây cũng sẽ có nhiều anh chị quan ngại về vấn đề là ồ sao trường mới thành lập gì sớm quá vậy. Nhưng mà thật ra thì đó là trên mặt giấy tờ thôi ạ. Chứ thực tế thì những cái khoa của Torrens á, nó là đã có từ lâu ở bên Úc rồi ạ. Đặc biệt là những khoa cực kỳ nổi tiếng của nó như là khoa Hospitality, khoa Business và khoa Design. Ba cái chuyên khoa này đối với lại dân bản xứ của Úc á, thì nó rất rất là nổi bật luôn. Và hiện tại á, thì Torrens là một cái trường đại học tư được một cái tổ chức giáo dục của Hoa Kỳ nó mua lại, cho nên thành lập vào năm 2014. Chứ thật ra là về cơ bản á, những cái chất lượng giáo viên rồi cách thức dạy học của họ là họ vẫn duy trì theo cái gọi là cái khung sườn ngày xưa của các khoa đó. Dạ, chứ không phải là mới đây đâu. Dạ, và ngoài ra thì đối với lại trường Torrens á, thì cái vị trí của nó sẽ tương đối là thuận lợi đối với lại những học sinh mà muốn qua bên đó học, mà ở khu vực thuận tiện cho việc tìm việc làm rồi di chuyển các cái. Tại vì khi mà em qua bên Úc em thăm á, thì Torrens, mọi cái campus của nó đều đặt ngay trung tâm. Ví dụ như trung tâm của Melbourne, trung tâm của Sydney, trung tâm của Adelaide. Và Úc thì nó có một cái quy định là đối với lại những trường đại học xây dựng trong city á, thì nó không được gọi là quy mô mà xây dựng những cái bãi cỏ rồi hoành tráng. Dạ, cái đó thì nó phải ra ngoài ngoại ô. Cho nên là về cơ bản thì Torrens nằm ở trong city thì cái hình thức xây của họ sẽ hơi khác so với là những trường đại học ngoại ô. Nhưng mà cái mà họ có thể cung cấp cho học sinh là chi phí flexible và cái sự thuận tiện về việc di chuyển cũng như là làm thêm. Tại vì nói chung là học sinh qua bên Úc á, thì các bạn rất là hay đi làm thêm. Ở ngoài cái việc trang trải chi phí sinh hoạt thì đó còn là cái việc mà trau dồi cái ngôn ngữ, nói nhiều, nghe nhiều, thì cái việc đó các bạn sẽ ok hơn trong cái việc học tiếng Anh sau này nữa. Và nó còn thêm cả cái việc mà thích nghi cuộc sống rồi làm quen với văn hóa, lối sống của người Úc. Dạ. Về chính sách xét hồ sơ thì hiện tại theo em biết cũng như là chị Tâm có nói á, là Torrens hiện tại nó không có xét hồ sơ về tài chính, cho nên là đối với lại các anh chị mà giống như là mình thì có tiền cho con đi học rồi nhưng mà mình rất là ngại về vấn đề chứng minh tài chính qua giấy tờ này kia kia nọ, thì Torrens nó không có bị cái giới hạn này. Ngoài ra thì đối với lại những bạn mà giống như là có cái nền tảng tiếng Anh cực kỳ tốt à, nhưng mà các bạn lại không có tự tin về cái việc mà đi thi IELTS, Academic hay là TOEFL này kia kia nọ, thì các bạn cũng có thể đăng ký cái bài test của Torrens. Đương nhiên là dạ mình đánh giá năng lực của mình cũng khoảng 5.5.5 gì gì đó, thì mình hãy nên làm bài test này. Nếu mà bài test mà lần đầu mà không đạt thì có được làm lại lần thứ hai không chị Tâm ha? À, thông thường thì sau khi học xong là học sinh làm bài test thì nếu không hài lòng với kết quả đó thì 3 tháng sau học sinh có thể đăng ký để làm lại một cái bài test khác. Dạ, tức là mình sẽ có hai phương án, hoặc là mình làm bài test của trường Torrens mình tiết kiệm 5 triệu đi thi IELTS. Dạ, còn khi mà mình test mà giống như là kết quả mình không như mình mong muốn, ví dụ như có một số bạn sẽ test ra được thẳng là IELTS 6.0 để vô thẳng chương trình chính luôn, nhưng mà đương nhiên là cũng có một số bạn test ra là chỉ được 5.5.5, thì có thể là các bạn này sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là qua đó học thêm tiếng Anh, hoặc là các bạn không hài lòng về kết quả này các bạn có thể đợi 3 tháng sau test lại của trường, hoặc là các bạn có thể ngay lập tức thi IELTS. Thì trường họ sẽ lấy cái kết quả cao nhất mà các bạn có và các bạn happy với cái kết quả đó để họ có cái letter offer cho mình. Thì em tính sơ cho mọi người nha, đối với là một chương trình đại học thông thường của Torrens á, bây giờ nó sẽ rớt vào tầm khoảng 25.000 cho các khóa thông thường. Và đối với lại về design á, thì nó sẽ rớt vào tầm khoảng 31.000. Dạ, tại vì cái khoa đó thì sử dụng facility rất là nhiều.
Em tính sơ bộ nếu như mà 25.000 đi mà các bạn cho, dạ các vị phụ huynh mà cho các bé mà học ở Campus Ribbon thì học bổng 35% đúng không chị Tâm? Đúng rồi em, học bổng sẽ là max tối đa sẽ là 35% cho toàn thời gian học luôn. Thì nó sẽ Dạ dao có. động ở mức 30, 35, Dạ 25 tùy. 30 35. Ừ, Dạ. nó nếu mà mình muốn những cái giá trị học bổng lớn, mình xin dễ dàng, nhanh chóng thì mình sẽ nộp đơn vào các kỳ nhập học gần nhất. Chẳng hạn như sắp tới cái kỳ tháng 5 năm 2022 là cái intake gần nhất, thì mình sẽ dễ dàng mình xin những cái suất học bổng giá trị nó cao. Tại vì đôi khi cái số lượng học bổng nó có giới hạn đó, mình xin trễ thì Dạ. cái suất giá trị cao các bạn khác xin trước lại lại hết rồi. Chính vì vậy mà Dạ. cứ xin càng sớm thì cái cơ hội mình có cái giá trị học bổng cao nó càng tốt. Dạ, như ở đây mọi người có thấy là ở bên trường Torrance sẽ có 3 kỳ nhập học chính là sẽ là kỳ tháng 2, tháng 6 và tháng 9 ạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ sẽ có những cái kỳ gọi là kỳ học phụ, và những kỳ này là giống như là dành cho những bạn mà các bạn giống như là bị lỡ cái khóa trước đó, hoặc là các bạn muốn đi ngay đi liền thì các bạn cũng có thể đi được. Thì em tính sơ bộ nha, đối với lại một chương trình học về business đi, nếu mà các anh chị cho các bé học ở Sydney hoặc là Melbourne thì cái học phí sau học bổng của các bé còn lại nó sẽ dao động trong khoảng tầm 20 21 ngàn một năm, thì nó rất là rẻ so với là những trường đại học khác, và nó chỉ còn khoảng tầm 16 cho đến 18 ngàn nếu như mà các anh chị cho các bạn học ở khu vực Brisbane, tại vì Brisbane nó có thể up to học bổng lên 35%. Và có một cái là Torrance nó dễ chịu hơn những trường khác, đó là cái học bổng của nó không xét đi kèm IELTS. Tại vì có một số trường họ cấp học bổng nhưng mà họ cũng yêu cầu là sinh viên phải vô được thẳng vào cái khóa chính, tức là IELTS tương đương 6.0 mà. Nhưng mà Torrance hiện tại thì nó không có xét về IELTS, chỉ cần các bạn GPA được đủ để trường nhận vào thì coi như là các bạn đã lấy được cái học bổng đó rồi. Và hiện tại á, thì Thorin dạy như này em nói là không có xét về tài chính rồi, thì em không biết là hiện tại các anh chị hay là các bạn học sinh nãy giờ có nghe chị Tâm trao đổi về cái thông tin trường á, thì mọi người có những cái câu hỏi nào, những cái thắc mắc nào mà mọi người chưa được rõ hoàn toàn trong cái lúc mà chị Tâm giới thiệu về thời tại trường ạ, thì mọi người có thể nêu cái câu hỏi lên trong cái phần chat, hoặc là các anh chị có thể bật cái mic lên để hỏi chị Tâm và em để giải đáp cho mọi người ạ. À, chị xin bổ sung thêm là cái học phí tiếng Anh của trường Torrance hiện tại cũng có cái chi phí nó cũng ưu đãi cho sinh viên Việt Nam luôn. Hiện tại cái học phí nó chỉ có là 230 đô la Úc một tuần thôi. Nếu mà so với lại các trường khác đi thì chị thấy là nó chỉ tầm khoảng có một phần nửa thôi. Các trường khác ở Úc bây giờ trung bình cũng phải là 400 hoặc 450 đô một tuần. Nhưng ở Torrance thì chỉ có 230 đô la Úc một tuần dành cho sinh viên Việt Nam. Dạ, các anh chị hay mọi người có cái câu hỏi nào, mọi người đừng 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 có ngại, cứ mở mic lên để đặt câu hỏi ạ. Tại vì mình giao lưu mà, có nhiều khi mình không rõ thì mình cứ đặt câu hỏi ạ, để tụi em có thể giải đáp cho các anh chị. Có bạn Hồng Liên hỏi nè Ngân ơi, phải học Dạ. thêm bao nhiêu khóa tiếng Anh? Dạ. Điều Dạ chị kiện để Liên ơi. dạ. À, dạ rồi chị Liên ơi, đối với lại chương trình khóa tiếng Anh á thì như hồi nãy em có nói á, là học sinh phải dựa vào cái năng lực của học sinh để xếp lớp, hoặc là bạn có chứng chỉ tiếng Anh. Thì nếu như mà em ví dụ nha, ví dụ trường hợp bạn có được IELTS 5.5 và bạn bị bạn full kỹ năng 5.5 đi, thì tức là bạn đang bị thiếu 0.5 để bạn có thể vào thẳng chương trình đại học. Thì đối với lại Úc của họ quy ước là cứ 0.5 IELTS thì nó sẽ tương đương là 10 tuần. Thì mình cứ lấy cái số 10 tuần đó mình nhân lên cho cái học phí tiếng Anh của trường thì nó sẽ ra được con số mà mình đóng. Đương nhiên sẽ có bạn học 10 tuần, 15 tuần hoặc là 20 tuần. Tại sao lại có con số lẻ là số số 15 ở đây? Thì tại vì sometimes là có những bạn được 5.5 đi nhưng mà bạn lại bị một cái kỹ năng nào đó 5 chấm. Thì đó là cái kỹ năng gọi là kỹ năng khống chế đó. Thì trường họ phải cho các bạn học nhiều hơn so với lại những bạn mà full 4 kỹ năng là 5.5.
Còn đối với lại điều kiện học bổng, dạ cùng một câu hỏi ha của Ngân và của chị Liên luôn, điều kiện học bổng. Dạ chị Tâm ơi, mình nói lại điều kiện học bổng. Rồi, ok. Điều kiện học bổng thì đối với lại Torrance á, cái học bổng của nó tương đối là dễ dàng để các bạn đạt được. Nó cũng không có cái điều kiện gì quá là khó đâu. Các bạn hầu như là chỉ cần đạt cái điều kiện đầu vào là các bạn đã có thể có những cái học bổng mang tính khuyến khích. Còn những cái học bổng mà nó yêu cầu merit scholarship thì mới cần phải xét trên GPA, đó là thành tích học tập. Nói chung thì cái điểm dựa trên, nếu mà dựa trên cái điểm học lớp 12 của các bạn để xin học bổng ở bậc học cử nhân thì các bạn sẽ cần cái mức khoảng 7.0 trở lên. Tốt nghiệp lớp 12 tầm khoảng 7.0 trở lên là có thể xin đi học bổng cho bậc học cử nhân. Còn nếu các bạn muốn xin học bổng ở bậc học thạc sĩ thì cái mức điểm GPA ở chương trình học đại học của các bạn đạt khoảng 6.5 trở lên là các bạn có thể đủ điều kiện để xin học bổng cho các chương trình ở thạc sĩ. Còn yêu cầu tiếng Anh thì trường không có yêu cầu tiếng Anh để các bạn cần phải xin học bổng. Vì có những bạn thiếu IELTS, các bạn phải học 10 tuần Anh văn hoặc 20 tuần Anh văn trước khi vào khóa chính, nhưng các bạn vẫn được cấp học bổng cho khóa chính. Và học bổng của Torrance, mình xin nhắc lại, học bổng của Torrance là học bổng cho toàn thời gian học. Ví dụ như chương trình đó các bạn học 3 năm thì học bổng đã áp dụng cho 3 năm học luôn, chứ không phải là từng năm. À, dạ đương nhiên là học bổng áp dụng 3 năm thì khi mình đi học điểm mình cũng phải qua môn nha mọi người. Còn nếu mà câu chuyện là dạ mình học xong năm Dạ, đầu mà chỉ mình đi cần lớp pass 4. môn thôi, tức là không yêu cầu các bạn phải duy trì một cái mức điểm khá giỏi gì cả để mà duy trì cái mức học bổng đó. Chỉ cần các bạn đậu môn, các bạn qua ví dụ như một năm là 8 môn thì mình học hết 8 môn, mình qua năm thứ hai cũng như vậy. Còn nếu như có trường hợp các bạn bị fail môn, các bạn phải thi lại thì bạn phải đóng tiền lại cho cái môn đó, thì cái môn mà bạn phải đóng tiền lại đó đó thì là mình sẽ không có áp dụng học bổng cho cái môn bị đóng tiền lại. Còn những môn học mới cho cái năm thứ hai hoặc năm thứ ba thì học bổng vẫn được áp dụng. À, tức là nó tương đối rất là dễ à, tại vì có Dạ. một số trường đại học mà em đang làm việc hiện tại thì học bổng họ vẫn cấp 3 năm, nhưng mà trong trường hợp nếu học qua năm 1, năm 2 gì đó, chỉ cần bạn có môn bị rớt thì tự động bạn sẽ bị mất học bổng nha. Còn hiện tại Torrent thì chỉ có một cái là đóng học thi lại thôi, còn học bổng thì vẫn được giữ. Đúng đúng, đó là cái khác, cái lợi thế hơn của Torrance, tức là họ linh động, họ vẫn cấp học bổng miễn là sinh viên đang theo học tại trường thôi thì họ vẫn cho học bổng, còn không áp dụng cho môn môn fail môn thi, môn học lại. Dạ, tương đối là dễ ạ. Chị Hồng Liên đặt câu hỏi trường có ký túc xá không? Nếu vừa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam có thể qua trường này học thêm văn bằng 2 không? Văn bằng 2 tức là một cái bằng cử nhân nữa hay Đúng rồi chị. là Em nghĩ là bằng cử nhân nữa đó, học lại đại học ạ. dạ. Thứ nhất là để trả lời câu hỏi ký túc xá thì dạ hiện tại thì trường Torrance không có ký túc xá riêng của trường. Ngoại trừ cái chương trình học về hospitality tại Blue Mountains ở Lura Campus thì sinh viên sẽ có ký túc xá cho cái chương trình học này. Còn lại các chương trình khác của Torrance thì trường không có ký túc xá riêng, tại vì như Ngân có chia sẻ ngay từ đầu á, thì cái campus của trường, tất cả các campus của trường là đều nằm ngay trung tâm thành phố theo cái kiểu là city, là building. Cho nên là vì nó nằm ngay trung tâm cho nên là quy định là họ cũng không có nhiều đất để mà xây cái campus nó quá là rộng để có bao gồm ký túc xá. Tuy nhiên trường có làm việc với một số những cái tổ chức, những cái nhà cung cấp ký túc xá tư nhân ở gần trường thì sinh viên vẫn có thể liên hệ với trường để đặt chỗ tại những cái ký túc xá tư nhân này. Còn nếu câu hỏi thứ hai của chị Liên đặt là nếu tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và có thể qua Úc học văn bằng 2 hay không, thì theo em biết thì trường hoàn toàn có thể xem xét để nhận sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam một cái bằng đại học và vẫn nhận các bạn để học thêm một cái bằng cử nhân khác. Tuy nhiên cái này thì mình sinh viên đó cần phải có những cái lý do đi học, có những cái trình lý do trình bày vì sao đã tốt nghiệp một cái bằng cử nhân rồi và bây giờ lại muốn học
lại một cái bằng cử nhân khác, nó có hỗ trợ hay là nó có liên quan gì, hoặc là nó có giúp ích gì cho cái công việc, cái career của mình sau này hay không, thì mình sẽ cần trình bày trong một cái thư trình bày lý do học tập, statement of purpose. Và ngoài ra thì Ngân ở Unilink cũng sẽ tư vấn thêm cho chị về cái khả năng visa khi mà mình trình bày cái kế hoạch xin visa trong trường hợp này. Thì không biết Ngân có chia sẻ gì thêm không em ha? Thường đối với lại các bạn học sinh ở Việt Nam thì cũng có những trường hợp các bạn đã học xong bằng đại học rồi nhưng mà nhận ra là mình không có tình yêu với ngành đó, mình muốn học lại một cái ngành khác. Dạ thì cái này là vẫn được chứ không phải không. Và cũng có một số bạn bên em nộp đi ở bên Úc, thậm chí cụ thể là Thorin luôn, cũng có các bạn xin phép được miễn giảm tín chỉ, tức là trường họ sẽ xét dựa trên những cái môn học là giữa cái môn, cái ngành cũ của bạn và cái ngành mới của bạn, là hai cái này nó có những cái môn chung không. Nếu mà có môn chung thì trường họ có thể cân nhắc họ xét giảm cho bạn để bạn không cần học lại những cái môn đó. Đương nhiên là phụ huynh và các bạn học sinh cũng phải cân nhắc vấn đề là hiện tại đối với lại chương trình cử nhân, mình phải học ít nhất là 2 năm thì mình mới được ở lại Úc theo chương trình là 2 năm, ở vùng city và ở rural là 3 năm. Cho nên là nếu mà trong trường hợp các bạn được miễn giảm tín chỉ á, thì các bạn tốt nhất chỉ miễn giảm tối đa là 1 năm thôi, để các bạn học 2 năm để lấy được cái work visa. Dạ. Chứ học thì cũng không gọi là khó lắm đâu ạ. Đương nhiên là cũng còn tùy độ tuổi nữa ạ. Ví dụ như các bạn mà ở khung mà tầm khoảng 30 mấy rồi thì em không nghĩ học lại chương trình văn bằng 2 là thích hợp ạ. Tại vì lãnh sự còn nhìn vào độ tuổi. Nếu mà độ tuổi đó là độ tuổi lớn, có kinh nghiệm đi làm nhiều, thì tốt nhất là các bạn nên học chương trình thạc sĩ. Còn trong trường hợp của chị Liên thì bạn vừa mới tốt nghiệp đại học thì em nghĩ là không quá khó ạ. Mọi người có thêm câu hỏi nào thì cứ đặt ra để em với chị Tâm có thể giải đáp cho mọi người nha. Dạ rồi, dạ, em cảm ơn chị Liên ạ. Nếu mà chị Liên có câu hỏi cụ thể nào liên quan đến chương trình học của trường, khóa học nào trường đào tạo và cần hỏi thêm cụ thể hơn về khóa học đó thì cứ trao đổi tiếp với em sẽ để cái email của em vào cái phần chat. Nếu như mà phụ huynh hoặc là các bạn cần thông tin cụ thể hơn về chương trình học đó thì có thể liên hệ qua cái email này ạ. Hoặc là liên hệ với Ngân ạ. Dạ, em thì là nhân viên tư vấn, hôm trước có gọi điện thoại để tư vấn cho các anh chị, cũng như là có gửi tin nhắn remind về ID Zoom này nọ. Dạ, thì cái đó là số của em. Đương nhiên là sau cái buổi này thì em cũng sẽ có liên hệ lại với anh chị để hỏi thăm mình thêm về những cái feedback và phản hồi. Có một cái về chương trình, em không biết là trong cái buổi ngày hôm nay có anh chị nào đang quan tâm cho các bé nhà mình học những khối ngành về sức khỏe hay không. Tại vì hiện tại giống như là cái đợt dịch corona vừa rồi á, thì các trường đại học ở bên Úc cũng như là các agent của tụi em đã nhận được những cái thông tin từ bên phía lãnh sự. Đó là lãnh sự Úc hiện tại họ rất là ưu tiên cho những bạn đi học về nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành chăm sóc và ngoài ra là nhóm ngành về engineering. Thì engineering thì không phải là bạn nào cũng học được, nó chỉ phù hợp với là những bạn mà có khiếu về môn tự nhiên, hoặc là giống ngành về y tế thì như chị Tâm có nói thì Thorin hiện tại cũng có về nursing. Nhưng mà nó sẽ có một cái khó khăn cho mọi người là tự vì cái y tá bây giờ là cái luật của chính phủ nó yêu cầu học sinh phải là IELTS 7.0. Riêng đối với lại nhóm ngành này mình bắt buộc phải có IELTS 7.0 nha mọi người, không có làm test để qua môn hay là gì hết, phải là 7.0 ạ. Thì bên cạnh đó có những bạn muốn học về y tá, muốn học về chăm sóc để có ưu tiên về định cư nhưng mà lại không có lấy nổi cái 7.0 IELTS này, thì các anh chị cũng có thể cân nhắc về nhóm ngành Community Service của Thorin. Dạ, cái ngành này nó đi về chăm sóc, nó là dạng như chương trình học một nửa là của y tá nhưng mà phần còn lại của nó là đi sâu về bên chăm sóc thôi. Thì mọi người sẽ thấy là y tá thì nó có rất là nhiều loại, y tá phòng mổ, y tá xét nghiệm, rồi nói chung là những cái tiếp xúc về cơ thể người đi chuyên sâu hơn. Thì ở cái ngành mà dịch vụ cộng đồng này á, thì nó chỉ ngừng lại ở cái vị trí là hộ lý thôi, chăm sóc sức khỏe.
Thì mọi người ở Việt Nam á, thì em biết là các anh chị hầu như không biết về nhóm ngành này đâu, hầu như là không biết. Tại vì mọi người chỉ biết một là bác sĩ, hai là y tá thôi. Nhưng mà riêng cái nhóm ngành này á, gọi là nhóm ngành chăm sóc, đặc biệt là ở bên Úc nó đang có dân số già đi. Và bên đó thì cái văn hóa của nó không có giống mình. Việt Nam mình, châu Á mình thì con cái già đi thì ở với bố mẹ. Nhưng mà riêng đối với lại người Úc á, già đi là vô viện dưỡng lão, họ không làm phiền đến bố mẹ. Thì khi mà họ vô viện dưỡng lão hay là họ ở nhà một mình, họ có tuổi rồi, họ sẽ cần những cái người chăm sóc. Thì đương nhiên những cái người chăm sóc này đa phần sẽ là những cái bạn mà học về dịch vụ cộng đồng mà không phải là y tá. Thì cái đợt gần nhất mà em có đọc thông tin ở bên bên post của lãnh sự á, thì ước tính là tới năm 2050 á, cái ngành này nó bị hụt nhân sự rất là nhiều ở tại bên Úc. Tại vì hầu như là dân bản xứ Úc á, một là nó học y tá, hai nó học bác sĩ, chứ nó cũng không học giữa chừng như vậy. Nhưng mà đối với là sinh viên Việt Nam mình thì đó là một cái nhóm ngành gọi là cơ hội và định cư, và chi phí của nó cũng không cao. Em nhớ là nhóm ngành này tầm 21.000 đúng không chị Tâm ha? Nhóm ngành về community service thì nó khoảng tầm 22.000 em, 22.000 cho năm 2022. Ừ. Dạ, 22.000, đây là chưa học bổng. Nếu mà các anh chị thêm học bổng vào nữa, nãy hình như là 15% hả chị Tâm? 15-20 gì đó. Health thì là 20%, trong cái nhóm ngành khoa học sức khỏe ở Torrance thì sẽ là 20% dành cho sinh viên Việt Nam. Dạ, 20%, nếu mà tính ra thì học phí chỉ còn có 18.000. Mà nếu 18.000 đô Úc thì hiện tại nó chỉ xấp xỉ là 300 triệu Việt Nam. Nó rẻ hơn chương trình nó xin nhiều, và cái cơ hội định cư nó gần như là trên 90% mà. Cho nên là nếu mà các anh chị mà có quan tâm về việc cho con học sức khỏe mà định cư này nọ đó, mình có thể cân nhắc về cái nhóm ngành này. Dạ, một cái ngành tương đối là nổi trội của Thorin, tại vì cái ngành đó em nghiên cứu hết rồi. Những trường khác cũng phải ba chục ngàn ạ, chứ không rẻ vậy đâu. Thậm chí là trường 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 nghề của tỉnh bang á, thì học phí của nó bây giờ cũng đã ngang ngửa với Thorin rồi. Không biết là mọi người trong 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 group ngày hôm nay mình có thêm câu hỏi nào để đặt ra cho tụi em nữa không ạ? Tại vì bây giờ là 10:30 thì mình cũng đã host cái buổi này được khoảng tầm 1 tiếng rồi. Nên không biết là mọi người có mệt chưa. Cho nên là nếu mình có câu hỏi thì cứ đặt cho tụi em. Còn nếu như mà không có thì tụi em sẽ xin phép được kết thúc và sẽ liên hệ lại với các anh chị, các bạn để tư vấn và trao đổi thêm. Em thì là Unilink thì chắc là mọi người nhớ em rồi, nãy giờ nói chuyện nhắc tới nhắc lui hoài. Ngân ơi, em có câu hỏi nào muốn hỏi chị Tâm không? Dạ, có một con bé nó đăng ký ngày hôm nay mà xong nó quên luôn, nó không nhớ tới lúc cuối giờ nó mới chạy vô. Là bạn Ngân hả em? Bạn Ngân Dương hả? Dạ đúng rồi À. Ngân. Bạn này thì đang hỏi em về chương trình về business ạ. Với lại bạn bạn đang cân nhắc ở Brisbane. À, Brisbane thì cơ hội học bổng lên tới 35% Ngân nha. À, nếu mà quý phụ huynh hoặc các bạn nếu mà ngại không có muốn chia sẻ cái câu hỏi cụ thể cho cái trường hợp của mình vào cái buổi ngày hôm nay mà muốn hỏi riêng cho cái trường hợp của mình thôi thì có thể liên hệ với Ngân, liên hệ với Unilink để book hẹn với lại mình, với lại em để em có thể là tư vấn một một thôi cho các bạn cụ thể hơn cho cái trường hợp mà mình không muốn chia sẻ public thì đều thì cái trường hợp đó Ngân đều có thể sắp xếp giúp chị nếu mà có phụ huynh hoặc là các bạn sinh viên học sinh có nhu cầu tư vấn nha. À, có bạn Lương Thủy Mai Lương hỏi là bên design học bổng chỉ có đến 25% tối đa học bổng của cái khóa về design and creative technology đó em thì hiện tại là up to 30%. Up to 30%. 30% đúng rồi. Tức là maximum sẽ là 30% đó em. Maximum 30%, em nhớ Ừ. học phí ngành này là Học 30.880. phí đúng rồi, khoảng gần 31.000 đô la Úc một năm. Coi như là học bổng xong là còn khoảng tầm 21.500, tính ra là sẽ khoảng 360 triệu. Wow, và với cái việc học ở Billy Blue College là một cái trường có tên tuổi, có uy tín trong cái lĩnh vực này, trong lĩnh vực về design và với cái học phí Dạ này đúng thì chị rồi. nghĩ là một cái deal cực kỳ là tốt cho sinh viên. Và nếu mà các bạn có
cái kế hoạch học của mình cho cái kỳ nhập học sớm nhất có thể thì cái cơ hội có cái học bổng 30% thì rất rất là cao đó. Beauty Blue thì hiện tại vì riêng về cái danh tiếng về 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 art về design của họ thì được so sánh ngang ngửa với lại MIT ở bên đó nha Mai nha, không không phải là dạng vùng sâu vùng xa không có danh tiếng đâu, các Và bạn học đang ngay cực kỳ city, nổi tiếng. học ngay city luôn. Các bạn có thể bước vào cái campus của Billy Blue ở Sydney thì là ở Ultimo chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy họ thiết kế cực kỳ là hiện đại. Dạ rồi. À, chị Chi ơi, à, chị Chi mình có câu hỏi nào cần hỏi em hay là đại diện cho lần không ạ? Hay là trên Không biết là Mai học ở trường nào, học ở chương trình gì, học năm thứ mấy rồi em ha? Mai đang học ở MIT Mai Việt có Nam đó thể chị. học MIT Việt Nam. Nếu em học MIT Việt Nam thì họ có thể là khả năng miễn giảm rất là cao. Tại vì các chương trình của nước nước Úc thì chị nghĩ là có thể là nó có những cái môn học khá là giống nhau. Em muốn xin miễn giảm thì mình sẽ nộp cái nội dung mô tả chi tiết môn học gọi là course outline của em ở MIT. Thì khi đó các thầy cô ở Billy Blue ở Torrance sẽ xem xét cái nội dung môn học đó có giống, có tương đương với lại cái môn học mà trường dạy hay không. Nếu xét là giống nhau, nội dung giống nhau, tài liệu giảng dạy giống nhau thì cái môn đó em sẽ được miễn giảm. Nếu như em học ở trường quốc tế, trường MIT thì chị nghĩ khả năng xét miễn giảm sẽ cao. Còn ở Việt Nam thì sợ đôi khi nó khó, tại vì cái hệ thống giáo dục cũng như là cái giáo trình, giáo án, cái số giờ dạy học của Việt Nam nó khác với Úc thì chị không dám nói chắc. Nhưng mà nếu em học MIT thì khả năng miễn giảm là tương đối là cao đó. Thì em cứ nộp thử xem. Nhìn câu hỏi chị Liên em mới nhớ là nãy giờ mình không có nói gì về chi phí sinh hoạt của bên Úc hết. Dạ sorry mọi người, dạ em xin nói lại nha. Hiện tại chi phí quy định của lãnh sự Úc á, cho một năm du học sinh thì nó sẽ rớt vào 21.041 đô Úc. Nhưng mà thật ra đây chỉ là con số mà cho lãnh sự thống kê thôi ạ. Chứ nó không không xài nhiều đến như vậy. Tại vì bình quân á, nếu như mà các bạn ở homestay, em nói ở đây ở homestay tức là mình sẽ bao gồm luôn ăn, mình sẽ bao gồm tiền ở nè, tiền ăn nè, là cả hai thứ thì nó sẽ dao động tầm khoảng 300 đến 350 đô một tuần. Là đây là ở khu vực Melbourne với Sydney luôn thì nó sẽ rớt vào tầm khoảng tầm 1.300 đến 1.400 cho một tháng là chi phí sinh hoạt. Nhưng mà thường sinh viên Việt Nam mình thì các bạn á chỉ qua bên đó và ở homestay trong khoảng một học kỳ đầu. Và sau cái học kỳ đó là hầu như các bạn sẽ cùng với học bạn học của mình á ra share phòng riêng. Tại vì khi mà cái chi phí xe phòng á, thì một phòng các bạn ở một mình các bạn chỉ có khoảng tầm 500-600 đô tùy theo khu vực thôi ạ. Ví dụ như là ở Sydney, Melbourne thì nó có thể là khoảng 600. Còn ở khu vực Adelaide đi, Adelaide, Brisbane thì nó có thể là tầm khoảng 400 cũng có. Và ngoài ra các bạn sẽ tự đi chợ nấu ăn. Ở bên nước ngoài thì được cái là tiền ở thì mắc nhưng mà tiền ăn thì không bao nhiêu. Thì các bạn tự đi chợ, các bạn tự nấu ăn thì chi phí nó không cao ạ. Thường nó sẽ dao động chi phí sinh hoạt tháng á, nó sẽ dao động tầm khoảng từ 600 cho đến 900 tùy vào cái chi tiêu của các bạn. Đây là đối với là các bạn share phòng ạ, coi như là tự thuê phòng ở ngoài. Còn ở homestay thì nó sẽ dao động tầm khoảng từ 1.200 cho đến 1.400. Đương nhiên là ở homestay thì cái gì cũng có người ta làm sẵn ạ, cho nên là chi phí nó sẽ cao. Thì cái đó là chi phí ở bên Úc. Nhưng mà học sinh Việt Nam mình thì hầu như các bạn đều đi làm thêm mà, cho nên là các bạn thường rất là hạn chế vấn đề ở homestay, tại vì nó cũng không có thoải mái về giờ giấc á. Còn đi làm thêm thì đa phần là các bạn học sinh Việt Nam mình họ họ sẽ làm về bên mảng nhà hàng, cho nên là hầu như là cái việc làm thêm là các bạn ăn uống ở đó luôn rồi. Bạn bạn Mai có hỏi chị Tâm À, không chị Mai Tâm? hỏi chị có trả lời, tức là cái phần xét miễn giảm đó thì nếu như mà em có những cái tài liệu về course outline thì em có thể nộp luôn cùng với cái application ngay từ đầu thì trường sẽ xét luôn, và khi em có thư mời thì em sẽ biết được là em được miễn giảm bao nhiêu môn luôn, là ngay từ đầu em có thể nộp các giấy tờ để được xét một lần luôn ha Mai ha. Chị Hồng Liên hỏi làm thêm có hợp pháp không kìa. Hợp pháp À, chứ chị. là một
chị là xin họ cho chính phủ cho phép sinh viên được đi làm thêm hợp pháp, cái này nó ghi rõ trong cái điều kiện visa của các bạn sinh viên luôn, là Ngân có thể chia Dạ. thêm ha. Dạ. Thời điểm mà trước dịch á, là học sinh sẽ được cho phép làm là 40 giờ trên 2 tuần. Dạ, có nhiều bạn hiểu thì là 20 giờ một tuần, nhưng mà thật ra cái luật đó quy định nó là trong vòng 2 tuần. Thì ví dụ như có tuần bạn làm 10 tiếng, có tuần bạn làm 30 tiếng, miễn sao 2 tuần bạn cộng cộng lại không vượt quá con số 40. Nhưng mà sau mà hai cái năm dịch mà Úc họ đóng biên à, thì họ bị mất một cái lượng sinh viên quốc tế rất là nhiều. Thành ra kéo theo là sinh viên ở bên đó giống như là về dân sự á chị thì cũng không còn nhiều luôn, cho nên là cái thời điểm gần nhất mà em biết á là thậm chí họ offer cho học sinh ở bên qua bên Úc đi học có thể là 40 giờ một tuần. Đương nhiên là cái này nó sẽ không phải là mãi mãi nha, nó chỉ là trong giai đoạn hiện tại là họ có thể cho phép học sinh đi làm 40 giờ một tuần hợp pháp. Thì đương nhiên em nghĩ là học sinh cũng không sẽ gán làm tới mức đó đâu, tự làm kiểu đó là coi như là đi làm full time luôn rồi, không có học được. Còn về cái phần học á, để mà thích nghi với cái việc làm thì thật ra Úc á, nó tương đối là dễ chỗ này ạ. Giống như là bây giờ em ví dụ như bạn học cái môn A và giáo sư dạy cái môn A, họ sẽ có dạy ngày thứ hai, thứ năm, thứ sáu, thì cái này sẽ tùy bạn. Ví dụ như có nhiều bạn họ sẽ đăng ký dồn môn, tức là các bạn sẽ dồn lên các bạn học hết ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư để các bạn trống ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật các bạn đi làm. Chứ nó không phải như là ở bên Việt Nam mình là cứ dạ theo thời khóa biểu đi học từ thứ hai cho đến thứ sáu cứ tới giờ là phải vô cái môn đó. Dạ không, ở bên Úc thì nó dễ hơn được chỗ đó, cho nên là đó là lý do tại sao là các bạn đi du học ở bên Úc á, các bạn không lo lắng về vấn đề chi phí sinh hoạt, tự vì hầu như các bạn có thể tự đi làm và tự cover được. Ở đây bố mẹ chỉ cần hỗ trợ phần quan trọng nhất, dạ là phần học phí. À, Ngân có hỏi là ở Úc có dễ tìm việc làm thêm cho sinh viên không? Theo chị biết là dễ nha, tự vì học sinh của chị qua bên đó hầu như là bạn nào cũng được cũng tìm được chỗ để đi làm thêm hết á. Đa phần á, là các bạn tìm việc trong nhà hàng khách sạn rất là nhiều, nhiều nhất là nhà hàng nha, nhà hàng trà sữa, quán nước này nọ. Tại vì cái đợt nói chung là vừa Covid rồi còn vừa chính trị vừa các nước nữa, cho nên Trung Quốc hiện tại thì học sinh nó không qua Úc nhiều như ngày xưa. Thì khi mà nó không qua nhiều như ngày xưa, nó sẽ có cái tình huống là thiếu nhân sự đi làm thêm nhiều. Rồi ngoài ra là tỷ lệ cạnh tranh việc làm nó cũng không cao như lúc trước, cho nên bây giờ là một cái thời kỳ mở cho sinh viên Việt Nam mình đó. Đó là lý do tại sao bây giờ nhiều trường đại học ở Úc họ có những cái offer học bổng rất là tốt với sinh viên Việt Nam. Đi bây giờ thì cơ hội về học bổng, về việc làm sau này nó sẽ ok hơn. Và tiền lương cho sinh viên ạ, theo cái luật của Úc họ quy định bây giờ là chủ doanh nghiệp khi mà mướn sinh viên quốc tế làm thêm á chị, ít nhất là họ phải trả cho các bạn 19 đồng một giờ. Ít nhất là 19 đồng mà. Đây là luật quy định luôn. Còn đối với lại các chương trình hospitality của Blue Mountains và của Torrance đó chị Liên, thì trong thời gian các bạn đi industry placement là các bạn được làm bán làm full time đó, trong thời gian thực tập của trường á, thì cái số tiền mà lương mà các bạn sinh viên có thể tìm được thì ít nhất là cũng trung bình khoảng 21 đô một giờ, là đó là thời gian thực tập hưởng lương của chương trình học Hospitality chị ha. Còn như Ngân chia sẻ, đó là thời gian làm thêm của sinh viên Dạ mà đúng rồi. muốn đi làm part-time ngoài việc giờ học, mà muốn đi làm thêm thì theo luật họ cũng trả tối thiểu là 19 đô, tất nhiên là chưa trừ thuế. Nhưng mà đó là cũng là một cái mức thu nhập rất rất là tốt để sinh viên có thể là giúp hỗ trợ một phần cái chi phí sinh hoạt cho mình. Dạ, chị Liên cứ tính nha, một tô phở ở bên đó em ăn á, cái tô phở nó bự hơn cái mặt em á. Cái tô phở đó ăn là ngồi thở luôn á, là nó chỉ có 14 đồng thôi. Rất là lớn à, rất là lớn. Nhiều nhiều bạn ăn một cái tô phở đó xong là coi như nhịn tới chiều luôn á, ngày ăn được hai tử là hết sức. Chị ăn Mà không trong hết khi đó luôn, chị dạ, ăn mà trong khi đó trong khi đó tiền lương của các bạn thì đã rớt vào tầm khoảng 19 đô cho một giờ rồi. Dạ, ngoài ra mọi người có câu hỏi nào muốn hỏi em và chị Tâm thêm không ạ? Nãy giờ mình cũng có nói về phí sinh hoạt rồi cơ hội nghề nghiệp rồi học bổng rồi việc làm các cái, dạ những cái phần quan trọng nhất là mình đã nói đến rồi đó, nhưng mà nhiều khi không biết là tụi em có quên khúc nào không, thì mọi người có thắc mắc thì cứ hỏi ạ.
Chị nhắc lại là kỳ nhập học gần nhất của Torrent sắp tới là kỳ tháng 5 năm 2022. Sau tháng 5 sẽ là có kỳ tháng 7, rồi kỳ tháng 9 và kỳ tháng 11. Thì đó là những cái kỳ nhập học liên tục để cho sinh viên có thể linh động dễ dàng sắp xếp cái kế hoạch học cho mình. Còn bài placement test, bài test tiếng Anh đầu vào thì cứ liên hệ với Ngân ở Unilink để sắp xếp. Tại vì trường thì tổ chức test cho các bạn hàng tuần luôn, từ thứ 2 đến thứ 6 thì đều có lịch test. Và các khóa học tiếng Anh thì cũng có khai giảng hàng tháng là các kỳ nhập học Anh văn, cho nên là sinh viên có thể dễ dàng tự lên kế hoạch sắp xếp cho mình, để hy vọng là các bạn sẽ có cái sự lựa chọn về chương trình học, về trường, về ngành để lên kế hoạch sớm nhất, tốt nhất là đi trong năm nay. Tại vì theo chị biết, theo mình biết thì Úc họ đang có nhiều cái chính sách hỗ trợ ưu đãi cho sinh viên để làm sao thu hút sinh viên quay trở lại nước Úc sau thời gian dài Úc đóng biên vì dịch, Dạ đúng và rồi. cũng mất một phần lớn sinh viên đi các nước khác, ví dụ như là đi Dạ. Canada, đi Anh, vì các nước này họ không có đóng biên, cho nên bây giờ Úc đang cố gắng Dạ. thu hút Thời thêm điểm. sinh viên bằng nhiều Dạ. cái hỗ trợ, bằng nhiều cái ưu đãi như vậy ha. Dạ. Coi như là vừa mở biên xong thì bên em có submit ngay mấy bộ hồ sơ để xin visa. Thì trộm vía là thời điểm hiện tại Úc nó sẽ tương đối là dễ. Nếu mà học sinh mà không phải là hồ sơ quá xấu à, thì em thấy trộm vía là họ xét cũng tương đối dễ á, từ vì họ cũng đang cần học sinh, cho nên là mọi người cứ cân nhắc cái phần mình đi sớm nha. Dạ rồi, nếu mà hiện tại các anh chị các bạn không còn câu hỏi nào để đặt ra cho chị Tâm á, thì em xin phép được kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay nha. Còn đương nhiên là riêng em là tuần sau em sẽ liên hệ với mọi người để em hỏi thăm và follow mọi người những cái thông tin mọi người cần. Dạ. Dạ rồi, em xin phép chào mọi Em người xin nha. phép luôn, em xin phép chào quý phụ huynh và các bạn đã dành Dạ. thời gian thứ bảy lên đây nghe em và Ngân chia sẻ tâm sự. Hy vọng là Dạ. sẽ gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Dạ, chào chị Chi, chị Liên nha, chào Ngân với lại Mai luôn ha, chào bạn Minh nha. Dạ, cuối tuần vui vẻ ạ. À.